Xin chào mừng em đã quay trở lại với cả Hacom. Hôm nay thì sẽ là một chuyên mục cực kỳ là hấp dẫn với những em nào đang có ý định nâng cấp CPU. Đó chính là chiếc main nào sẽ lên được với cả 13900K. Chính xác hơn đó chính là B660 anh em nhé. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video nào. Trước hết, anh em phải biết rằng là chiếc CPU i9 13900K là một chiếc CPU rất là mạnh. Nó rất có nhiều nhân, có nhiều điện, nhiều nhiệt, nhiều xung các thứ kiểu. Và rất là nhiều anh em coi rằng bắt buộc phải có một chiếc Z790 loại xịn thì mới có thể cân được nó. Nhưng cái câu trả lời ở đây là không nhất thiết phải như thế. Không cần phải một chiếc main cao cấp như vậy có thể chạy được. Mà bây giờ anh em chỉ cần một chiếc Z690 và nhiều khi là một chiếc B660 như thế này vẫn có thể chạy được thoải mái anh em nhé. Vậy thì làm sao để mình biết được rằng một chiếc main như này có thể cân được một chiếc CPU như thế? Thì mình test đó chính là Cinebench R23 trong vòng khoảng tầm 10 phút ở gọi là mức setting kiểu maximum nhất, tức là mình mở khóa tất cả mọi thứ trong chiếc main này này để xem rằng là liệu rằng chiếc CPU i9 chúng ta có thể tung quẩy được hết mức không. Ví dụ như là chạy hết mức xung này, chạy hết mức điểm này, cao như là một chiếc MZ chẳng hạn. Mà đây là chỉ ở mức base thôi anh em nhá. Tức là mình chưa nói gì tới việc undervolt hay là việc ép xung hay gì cả, mà chỉ mức base của chiếc CPU i9 và 13900K thôi. Thì khi mà anh em test trên Z790 hoặc Z690 loại tốt ý, thì em sẽ nhận thấy được khi mà không chỉnh sửa gì thì chiếc CPU chúng ta sẽ rơi vào khoảng tầm 37.000 tới 40.000 tùy vào cái tản nhiệt và mức setting hoặc là cái mức set của cái main chúng ta. Thế nên là nếu mà chiếc CPU chúng ta đạt được chỉ cần khoảng tầm 37.000 là mình quá tự hào rồi. Thì hiện tại đây mình sẽ có tổng cộng là rất nhiều cái con main. Ở bên nhà Asus chúng ta sẽ có là Asus Prime B660A và Asus Prime B660K. Ngoài ra sẽ còn có đó chính là Thuf Gaming nữa, phiên bản DDR4 và có Wi-Fi. Em này thì có hai bản là có Wi-Fi và không Wi-Fi, nhưng mà VRM của nó thì không khác nhau đâu. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có nhà Gigabyte. Thì Gigabyte, cái dòng entry của họ sẽ là B660DS3. Nhưng mà nâng cấp lên một chút chúng ta sẽ có Gaming X, rồi đó là Arus. Còn bên nhà MSI chúng ta sẽ có đó chính là MSI Pro MA và Pro MB. Tuy là cách nhau có một cái chữ thôi, nhưng mà cái kết quả nó khác nhau khá là nhiều đấy. Nói về kết quả thì hãy cùng bắt đầu so sánh nó nhá. Thì Asus bắt đầu với một kết quả cũng khá là khả thi khi mà chiếc i9 13900K của chúng ta có thể đạt được là 3.9GHz ở nhân P, 3.2GHz ở nhân E. Nhưng mà chiếc B660MK thì đã đạt kết quả không quá là khả thi, 3.1 và 2.3 ở hai nhân, nghe có vẻ thấp đúng không ạ? Bây giờ chúng chuyển sang đó chính là Gigabyte nhá. Với Gigabyte DS3 thì nó chỉ đạt được là 2.9 ở nhân P và 2.4 ở nhân E mà thôi. Kết quả này thì thực sự có thể gọi là thấp nhất trong tất cả đấy anh em ạ. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là chiếc Gaming X. Thì Gaming X cũng đạt được một kết quả cũng tương đối là cao, 3.7 ở nhân P và 3.0 ở nhân E. Nhưng chiếc Arus thì lại một chiếc cao hơn hẳn, khi mà chúng ta có thể đạt được đấy là 5GHz, tức là 4.99 đấy, và 3.89GHz ở nhân P và nhân E. Điều này có thể nói rằng là chiếc main Arus này có thể cân được chiếc i9 13900K một cách rất là thoải mái. Theo nữa chúng ta sẽ có Thuf Gaming. Thì chiếc Thuf Gaming chúng ta đạt được ở mức là 4.8GHz ở nhân P và 3.8GHz ở nhân E, một kết quả cũng khá là ok. Còn với nhà mới đi thì sao? Ở phiên bản B chúng ta sẽ chỉ đạt được là 2.9 ở nhân P và 2.1 ở nhân E mà thôi. Nhưng với B660MA thì đạt được kết quả cao hơn khá khá, khi mà đạt được tới là 4.5GHz ở nhân P và 3.5GHz ở nhân E anh em nhé. Như anh em có thể thấy thì đấy, đó là kết quả chiếc CPU i9 13900K của chúng ta đạt được kết quả rất tốt với những chiếc main đắt tiền và kết quả rất dở ở những chiếc main rẻ tiền. Cái điều đấy thì tất nhiên rồi, sẽ đảm bảo được đúng không? Bởi vì làm gì có chuyện một main rẻ có thể chứa được một VRM khủng được đúng không? Nhưng sẽ có một vài điều khác biệt khi mà anh em so sánh kết quả Cinebench của chúng ta. Thì như anh em thấy đây, kết quả Cinebench được xếp hạng rất là dựa theo cái số xung. Bởi vì đơn giản rằng là một con CPU có xung cao, đây là cùng một con CPU i9 mà, thế nên là xung sẽ quyết định số điểm của nó. Và tất nhiên rồi, Arus Pro sẽ xếp hạng đầu tiên, Thuf Gaming xếp hạng thứ hai, Pro B660A xếp hạng thứ ba, rồi tiếp theo đó sẽ là B660MA này, rồi đến Gigabyte Gaming X này, Prime K này, rồi đến Pro B này, và cuối cùng là DS3. Và đó là kết quả Cinebench R23. Vậy thì kết luận là gì? Ok, nếu anh em muốn gắn i9 13900K vào trong một chiếc main B660 thì vẫn có thể anh em nhé.
nhưng em sẽ phải hy sinh một số thứ. Thứ nhất là anh em sẽ không có khả năng để có thể ép xung hay là truy cập những cái thứ sâu hơn của một chiếc chip dòng K đâu anh em nhá. Thứ hai nữa là anh em sẽ bị suy giảm một chút về số lượng cổng USB này, số lượng cổng NVMe này, số lượng cổng SATA này, số lượng đầu cắm PCIe này, vân vân và vân vân. Và cuối cùng là anh em sẽ không bung lụa được 100%, bởi vì kiểu gì bên B cũng sẽ có giới hạn thôi, khiến cho chiếc CPU chúng ta sẽ bị giới hạn một tí tí. Nhưng nói thật, nếu mà anh em là một người dùng bình thường, một người dùng cơ bản thì chúng ta vẫn có thể suy giảm và không tiêu quá nhiều tiền vào mainboard và lựa chọn một chiếc bên B660. Nếu mà anh em muốn tận dụng được 100% sức mạnh cơ bản của i9 ý, thì mình khuyên rằng anh em nên mua một chiếc Arus Pro nha anh em nhé. Chiếc bên này đã khiến cho chiếc CPU chúng ta có thể đạt được là hơn 37.000 điểm ở trong Cinebench R23 đời đa nhân luôn. Tức là chiếc bên đấy có thể cân được chiếc CPU i9-13500K ở mức trung bình, thoải mái. Còn nếu mà anh em cảm thấy rằng mình không có quá nhiều tiền và vẫn muốn tiêu tiền vào một chiếc bên B, thì mình sẽ khuyên anh em tiêu vào chiếc TUF B60M nhá anh em nhá. Với mức giá dưới 4 triệu, phiên bản Wi-Fi và không Wi-Fi của chiếc TUF này thì cực kỳ là đáng giá, khi mà vẫn có thể khiến được cho chiếc CPU chúng ta đạt được số điểm khoảng tầm 36.000 một cách thoải mái. Còn nếu mà anh em không có một chút tiền nào mà cảm giác như phải tiêu thật là ít, phải không có tí tiền nào để cho main ý, thì mình khuyên rằng anh em nên lựa chọn tối thiểu cho mình là chiếc main B660MA của dòng MSD này. Nó chỉ đạt được khoảng tầm 34.000 điểm thôi, nhưng đó vẫn là một số điểm tốt để anh em có thể tận dụng được khoảng tầm 90-85% con CPU i9-13500K của chúng ta. Rồi, và đó là kết quả. Mình sẽ để đường link của 3 chiếc main xịn sò con bò này ở dưới nha anh em nhé. Và cảm ơn anh em đã xem video này, và gặp anh em tại video sau.